À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng chúng ta đến với các bài học của chương trình Toán 11, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chúng ta đã cùng nhau đi được 3 bài học đầu tiên của chương số 8, một chương về nội dung hình học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang bài thứ 4 của chương 8, đấy là bài khoảng cách ở trong không gian. Vậy thì ở trong không gian có những khoảng cách nào? Thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trước tiên là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và đến một mặt phẳng. Phần thứ hai là khoảng cách giữa các đường thẳng và mặt phẳng song song và giữa hai mặt phẳng song song. Phần thứ ba là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Phần thứ tư là công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ và khối hộp. Bài học của chúng ta ngày hôm nay khá dài. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và đến một mặt phẳng. Tức là chúng ta sẽ đo cái khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì cách xác định nó như thế nào, và khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì cách xác định nó như thế nào. Chúng ta đi luôn vào nội dung của phần định nghĩa. Chúng ta có định nghĩa thứ nhất là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Nếu H là hình chiếu vuông góc của điểm M ở trên đường thẳng A thì độ dài MH được gọi là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A, và ta ký hiệu là D mở ngoặc M phẩy A đóng ngoặc, đọc là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A. Chúng ta quan sát luôn vào hình số 1A. Về khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì cơ bản là trong hình học phẳng chúng ta đã được học rồi. Để tìm khoảng cách từ điểm M đến một đường thẳng A thì ta sẽ vẽ cái xác định cái hình chiếu vuông góc từ điểm M của điểm M trên đường thẳng A. Hình chiếu vuông góc chính là ta vẽ từ kẻ từ M hạ vuông góc xuống đường thẳng A tại điểm H. Khi đó thì điểm H này được gọi là hình chiếu vuông góc của điểm M ở trên đường thẳng A. Vậy thì độ dài đoạn MH, tức là khoảng cách từ điểm M đến điểm H ấy, thì được gọi là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A. Vậy thì khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng được xác định chính là bằng cái độ dài của cái đoạn hình chiếu vuông góc hạ từ điểm đó xuống đường thẳng. Định nghĩa tiếp theo là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Nếu như H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng P thì độ dài đoạn thẳng MH được gọi là khoảng cách từ M đến mặt phẳng P. Ta ký hiệu là D mở ngoặc M phẩy mặt phẳng P mở ngoặc P đóng ngoặc và đóng ngoặc, tức là người ta dùng cái ký hiệu cho khoảng cách ấy, cho tên của điểm và tên của mặt phẳng đặt ở trong cái dấu ngoặc đơn đó. Vậy ta nhìn vào hình số 1B này, ta phân tích này. Khoảng cách từ một điểm M đến mặt phẳng P được xác định như sau. Ta sẽ xác định hình chiếu của điểm M ở trên mặt phẳng P. Cách xác định thì chúng ta đã học ở trong phép chiếu vuông góc, ta biết rồi. Hình chiếu vuông góc của điểm M ở trên cái mặt phẳng P này thì ta sẽ kẻ một cái đường thẳng mà đi qua M vuông góc với mặt phẳng P và cắt mặt phẳng P tại điểm H. Vậy khi đó thì điểm H này được gọi là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng P. Và độ dài của đoạn thẳng MH thì được gọi là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Đấy là định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và một điểm đến một mặt phẳng, chính là độ dài cái đoạn thẳng mà nối giữa điểm đó với hình chiếu vuông góc ở trên đường thẳng hoặc ở trên mặt phẳng. Ta có quy ước chính là nội dung chú ý như sau.
khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A bằng 0 khi và chỉ khi điểm M thuộc đường thẳng A. Tức là nếu như mà khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A mà bằng 0 thì ta suy ra là điểm M của chúng ta sẽ nằm ở trên đường thẳng A. Còn ngược lại, nếu như mà M nằm ở trên đường thẳng A luôn thì hình chiếu vuông góc của M chính là nó luôn. Thế thì cái khoảng cách từ M đến hình chiếu là bằng 0. Vậy tức là khoảng cách từ M đến đường thẳng A bằng 0. Tương tự đối với mặt phẳng thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P bằng 0 khi và chỉ khi điểm M của chúng ta thuộc luôn mặt phẳng P. Đấy là nội dung chú ý. Tiếp theo là ta có nội dung nhận xét. Ta có hai nội dung nhận xét. Lấy một điểm N tùy ý ở trên đường thẳng A, ta luôn có khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A nhỏ hơn hoặc bằng đoạn thẳng MN. Ta giải thích cái ý này như sau này. Ta dựa vào kiến thức lớp dưới mà chúng ta học này. Đường thẳng A, xin lỗi. Giả sử đây là đường thẳng A nhé. Đây là điểm M này. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A là cái đoạn thẳng MH, chính là cái đoạn thẳng, cái đường vuông góc ấy. Khi đó nếu lấy một điểm N này tùy ý ở trên đường thẳng A thì nhận xét thứ nhất nói rằng khoảng cách từ điểm M đến thẳng A luôn nhỏ hơn hoặc bằng đoạn thẳng MN. Dựa vào đâu? Thực ra khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A này chính là bằng MH. MH chính là đường, cái đoạn vuông góc ấy, hạ từ M xuống H. Cái này là gọi là đường vuông góc này. Còn khi mà N của chúng ta nằm ở trên đường thẳng A mà khác cái điểm H này thì cái đoạn thẳng MN đây này gọi là đường xiên. Mà chúng ta có một cái nội dung đã được học ở lớp 7, đấy là đường vuông góc thì bao giờ cũng là đường ngắn nhất, hạ từ cái một điểm xuống một cái đường thẳng A thì độ dài đường vuông góc là đoạn ngắn nhất. Tức là đường vuông góc, đoạn vuông góc này thì luôn có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng các cái đường xiên. Còn nó bằng khi mà điểm N này trùng luôn vào cái điểm H này. Vậy thì ta mới có cái nhận xét thứ nhất, đấy chính là đây là độ dài đường vuông góc nhỏ, luôn nhỏ hơn là độ dài của các cái đường xiên. Còn nội dung của ý B cũng tương tự thôi. Nội dung của nhận xét B là cũng tương tự cái nội dung này. Khi mà cái mặt phẳng P của chúng ta ấy, một điểm N tùy ý ở trên mặt phẳng P của chúng ta, một điểm M nằm ngoài mặt phẳng P, khi đó thì cái khoảng cách từ điểm M xuống mặt phẳng P thì ta hạ vuông góc xuống, H là hình chiếu của M, thì cái đoạn thẳng MH này chính là khoảng cách này. Và khi đó thì cũng giống như là ý A ấy, thì chúng ta nối N với H thì chúng ta cũng có là MN này cũng là đường xiên, còn MH này cũng là đường vuông góc. Vậy nên cái MH này của chúng ta luôn nhỏ hơn hoặc bằng MN. Vậy thì khoảng cách từ M đến mặt phẳng P luôn nhỏ hơn hoặc bằng MN, với N là một cái điểm tùy ý nằm ở trên mặt phẳng P. Đấy là giải thích nhanh nội dung nhận xét. Rồi, chúng ta đã học xong định nghĩa và một vài nhận xét, thì chúng ta đã biết cách xác định khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và một điểm đến một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm ví dụ số 1. Ví dụ số 1,
cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình vuông, cạnh là A. Biết SA là bằng A, SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Yêu cầu có hai ý. Ý A là tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAD, và ý B là tính khoảng cách từ A đến cạnh SC. Giờ chúng ta quan sát vào hình vẽ này. Ý A của chúng ta là tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAD. Mặt phẳng SAD phía sau này. Vậy thì chúng ta nhớ lại định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng chính là cái đoạn thẳng mà nối điểm đó với hình chiếu của nó ở trên mặt phẳng. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm hình chiếu của điểm B. Hình chiếu nhé. Của điểm B ở trên mặt phẳng SAD. Khi đó thì cái độ dài nối từ B đến hình chiếu đó thì chính là khoảng cách. Vậy để xác định hình chiếu vuông góc từ một điểm trên một mặt phẳng ấy, thì chúng ta phải xác định cái đường thẳng mà đi qua điểm B này và vuông góc với mặt phẳng SAD. Khi đó cái đường thẳng đi qua B vuông góc với SAD mà cắt SAD tại đâu thì đấy chính là hình chiếu của điểm B. Thì ta nhìn thấy ngay ở đây cái đường thẳng AB đây này là đi qua B và vuông góc với mặt phẳng SAD. Lý do này, AB vuông góc với AD, AB vuông góc với SA vì SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vậy thì đường thẳng AB này vuông góc với hai đường thẳng SA và AD cắt nhau nằm ở trong mặt phẳng SAD, dẫn đến là đường thẳng AB này vuông góc với mặt phẳng SAD. Khi đó thì nó cắt cái mặt phẳng SAD chính là tại điểm A. Vậy thì hình chiếu của B ở trên mặt phẳng SAD chính là điểm A. Khi đó thì cái độ dài cái đoạn thẳng AB này chính là khoảng cách mình cần tìm. Đấy là nội dung của ý A. Chúng ta quan sát phần trình bày này. Ta chỉ ra này. Ta chứng minh đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng SAD trước để suy ra hình chiếu ấy. Thì ta phải sử dụng SA vuông góc với mặt phẳng ABCD thì suy ra SA vuông góc với lại AB. Tiếp theo là AB thì vuông góc với AD, và hai cái đường thẳng SA và AD thì cắt nhau tại A nằm ở trong mặt phẳng SAD, dẫn đến là đường thẳng AB của mình vuông góc với hai đường cắt nhau này này, thì ta suy ra là AB của mình vuông góc với mặt phẳng SAD. Từ việc chứng minh vuông góc như vậy thì ta suy ra được cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAD thì chính là bằng khoảng cách từ điểm B đến hình chiếu của điểm B chính là A. Ở đây chúng ta có thể bổ sung thêm ở đây một chút nữa. Suy ra này, B, xin lỗi là A là hình chiếu của B trên cái mặt phẳng SAD cho đầy đủ hơn. Rồi, vậy thì mình suy ra khoảng cách từ B đến mặt phẳng SAD chính là bằng đoạn thẳng BA. Và đoạn thẳng BA người ta cho của chúng ta là cạnh hình vuông bằng A, dẫn đến AB của chúng ta bằng A. Đấy là chúng ta xong nội dung của ý A. Ý B, tính khoảng cách từ A đến cạnh SC. A đến cạnh SC thì theo định nghĩa khoảng cách từ một điểm một đường thẳng thì chúng ta phải hạ vuông góc xuống, đúng không? Ta sẽ kẻ AH vuông góc với lại SC tại điểm H. Khi đó thì chúng ta phải tính được độ dài đoạn AH này. Nào, chúng ta cùng nhau phân tích một chút này. AH là đường cao ở trong tam giác SAC, mà tam giác SAC của mình là tam giác vuông tại A. Lý do là SA vuông góc với mặt đáy, dẫn đến là SA vuông góc với AC. Cạnh SA người ta cho chúng ta là bằng A. Đó. Ở trong đây thì chúng ta có thể tính được
AC vì là ABCD là hình vuông, cạnh là A. Thì cái AC của mình nó sẽ bằng A căn 2 ấy. Theo định lý Pythagore nhé, ta tính được AC. Vậy thì chúng ta có một cái công thức liên hệ giữa hai cạnh của tam giác vuông với độ dài đường cao ấy của tam giác vuông. Đấy là gì nhỉ? Nhắc lại một chút nào. Thầy cô kẻ hơi xấu một chút nhá. Tam giác vuông này. Này chúng ta học cũng khá lâu rồi ấy. Cạnh này là B đi, cạnh là C đi, cạnh này là A này. Độ dài đường cao là H này. Thì chúng ta có cái công thức là 1 chia cho H bình bằng 1 phần V bình cộng 1 phần C bình. Đấy. Thì đấy chính là cái công thức mà liên hệ giữa đường độ dài đường cao ở trong tam giác vuông với lại hai cái cạnh góc vuông đây này. Thì chúng ta sẽ sử dụng vào đó để chúng ta sẽ tính được AH ở trong tam giác vuông SAC. Chúng ta quan sát vào lời giải này. Đầu tiên chúng ta sẽ kẻ AH vuông góc SC này. Suy ra khoảng cách từ A đến SC chính bằng độ dài đoạn AH này. Rồi tiếp theo là trong tam giác ABC vuông thì chúng ta sẽ tính AC thì bằng A căn 2 này. Rồi tam giác SAC vuông tại A thì chúng ta sẽ có đây cô lại dùng cái công thức tính SC Pythagore nhá. Ta ra là A căn 3 này. Rồi cô dùng cái công thức là A nhân H bằng B nhân C ấy, cũng được. Đấy là công thức, nhắc lại công thức này một chút này. Để cho chúng ta nhớ nhá. Sử dụng công thức kia chúng ta cũng ra được kết quả. Nhưng ở đây cô lại đang làm bằng công thức này rồi. Đây B này, đây C này, cạnh này là A này, H này. Thì chúng ta có một cái công thức nữa liên hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông với độ dài đường cao ấy. Đấy là A nhân với H thì bằng B nhân với C. Rồi, đấy. Thì khi mà biết ba cạnh của tam giác thì ta dùng công thức này cũng được. Thế trong tam giác vuông SAC vuông tại A thì chúng ta sẽ có là cạnh SC nhân với đoạn thẳng AH thì bằng hai cạnh góc vuông nhân nhau chính là SA nhân với AC. Từ đây thì ta cũng suy ra AH là bằng SA nhân với AC rồi chia cho SC và kết quả là bằng A căn 6 phần 3. Đấy là lời giải cho ý B. Còn sử dụng cái công thức mà cô đã cung cấp ở phần vừa hướng dẫn xong cũng ra kết quả là AH giống như thế này. Đấy là chúng ta xong nội dung của ví dụ số 1, áp dụng định nghĩa để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và đến một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ 2, đấy là khoảng cách giữa các đường thẳng và mặt phẳng song song. Tức là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, giữa hai mặt phẳng, giữa một đường thẳng song song với một mặt phẳng và giữa hai mặt phẳng song song với nhau. Chúng ta cũng đi vào luôn nội dung của phần định nghĩa. Định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Phần khoảng cách giữa hai đường thẳng song song thì ở trong hình học phẳng chúng ta cũng được nghiên cứu rồi. Và khoảng cách giữa hai đường thẳng song song A và B là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên A đến đường thẳng B. Ta ký hiệu là D mở ngoặc A phẩy B đóng ngoặc. Đọc đây là khoảng cách từ đường thẳng A đến đường thẳng B. Đây, chúng ta có thể quan sát vào hình số 4 này.
khoảng cách giữa đường thẳng A, giả sử đây là đường thẳng B đi, hai đường thẳng A và B này song song với nhau. Khi đó khoảng cách ta xác định như sau: ta lấy một điểm bất kỳ ở trên A và ta tính khoảng cách từ cái điểm A, điểm bất kỳ trên đường A là điểm A lớn đi, thì ta sẽ tính khoảng cách từ điểm A này đến đường thẳng B. Giả sử như là cái đoạn đấy là cái đoạn AH, tức là mình hạ vuông góc xuống thôi, hạ vuông góc xuống đường thẳng B này thôi, là được đoạn độ dài đoạn thẳng AH này, thì khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng B này được gọi là khoảng cách từ đường thẳng A đến đường thẳng B. Đấy là cách xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, tương tự như trong hình học phẳng. Tiếp theo là ta có định nghĩa khoảng cách giữa đường thẳng A và mặt phẳng P song song với nhau. Được xác định là nó là khoảng cách từ một điểm bất kỳ ở trên A đến mặt phẳng P. Đọc lại nhé. Khoảng cách giữa đường thẳng A và mặt phẳng P song song với đường thẳng A là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên A đến P. Ta ký hiệu là D, mở ngoặc A, phẩy mặt phẳng P, đóng ngoặc. Ta đọc đây là khoảng cách từ đường thẳng A đến mặt phẳng P. Chúng ta quan sát vào hình 4A này. Ta có đường thẳng A và mặt phẳng P, đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Khi đó để xác định khoảng cách từ đường thẳng A đến mặt phẳng P, người ta sẽ lấy một cái điểm bất kỳ nằm ở trên đường thẳng A. Và người ta tính khoảng cách từ cái điểm A lớn này đến mặt phẳng P. Giả sử như ở đây ta hạ vuông góc, từ A ta hạ vuông góc xuống mặt phẳng P, thì H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng P, thì độ dài AH là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, và nó được gọi là khoảng cách từ đường thẳng A đến mặt phẳng P luôn. Đây cũng chính là cách xác định khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song song. Và ý thứ ba là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song P và Q là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên mặt phẳng P đến mặt phẳng Q. Ký hiệu là D, mở ngoặc mặt phẳng P, phải mặt phẳng Q, đóng ngoặc. Đây, ta giải thích cái định nghĩa này như sau. Trong hình 4B này, khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q song song với nhau, nó được tính như sau. Ta lấy một điểm bất kỳ nằm trên mặt phẳng P, ta sẽ tính khoảng cách từ cái điểm đó, giả sử cô lấy là điểm A đi, A bất kỳ nằm trên mặt phẳng P. Ta sẽ tính khoảng cách từ điểm A này đến mặt phẳng Q. Thì cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q này chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q. Đấy là nội dung định nghĩa thứ ba. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Chúng ta cần phải ghi nhớ các cái định nghĩa này để chúng ta áp dụng và chúng ta xác định khoảng cách cho phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng định nghĩa để làm ví dụ 2. Ví dụ 2 cho hình chóp SABC có SA vuông góc với mặt phẳng ABC và độ dài SA cho bằng 4. Gọi MNP tương ứng là trung điểm của các cái cạnh SA, SB và SC. Yêu cầu tính khoảng cách. Ý A có hai khoảng cách. Một khoảng cách là từ mặt phẳng MNP đến mặt phẳng ABC. Khoảng cách thứ hai là từ NP đến mặt phẳng ABC. Là bây giờ, trước khi mà chúng ta làm ý B thì chúng ta sẽ cùng phân tích ý A để chúng ta thực hiện luôn ý A nhé. Đây là khoảng cách đầu tiên là khoảng cách giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng MNP và mặt phẳng ABC có quan hệ gì với nhau? Thì chúng ta đều biết là mặt phẳng MNP và mặt phẳng ABC này song song với nhau. Cái này chứng minh rất là quen thuộc của chúng ta tự chứng minh nhé. Chứng minh hai mặt phẳng song song với nhau ấy.
Rồi, khi đó theo định nghĩa về khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách giữa một điểm bất kỳ nằm ở trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. Vậy thì ta sẽ chọn điểm bất kỳ nằm ở trên mặt phẳng MNP, xác định khoảng cách đến mặt phẳng ABC. Vậy trong 3 điểm MNP thì chắc chắn là ta nhìn thấy điểm M là một cái điểm đặc biệt mà ta tính được khoảng cách của nó đến mặt phẳng ABC rất là dễ dàng. Vậy ta sẽ chọn điểm M. Đấy. Thế thì bây giờ quy về thành là tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng rồi. Thì ta chỉ cần xác định hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng ABC, đúng không? Mà rõ ràng là ta có SA này vuông góc với mặt phẳng ABC. Vậy thì suy ra MA cũng vuông góc với mặt phẳng ABC. Thế thì A chính là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng ABC. Vậy khoảng cách này chính là bằng độ dài của MA. Vậy thì chúng ta trình bày lời giải này. Khi đó thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng MNP và mặt phẳng ABC chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABC, và nó bằng độ dài MA là chính là bằng SA chia cho 2. M là trung điểm, SA là kết quả 4 chia 2 bằng 2. Thế là ý A và ý nhỏ thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng quan sát đến ý thứ hai ở trong ý A. Đấy là tính khoảng cách từ NP đến mặt phẳng ABC. Nào, nó trở thành tìm khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng. Thế chúng ta nhìn xem NP có quan hệ gì với mặt phẳng ABC. Ta thấy này, NP thì song song với BC, lý do là nó là đường trung bình của tam giác SBC ấy. Việc này chứng minh đơn giản, chúng ta đã được chứng minh nhiều, học ở trong chương quan hệ song song ấy, chúng ta cũng được chứng minh rất là nhiều các bài toán liên quan đến đường trung bình để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng rồi. Vậy nên là cái phần mà chứng minh song song là cô sẽ không nhắc lại nữa, mà chúng ta sẽ tự phải xem lại. Khi đó thì ta có NP song song với mặt phẳng ABC, dẫn tới đây chính là tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau. Vậy theo định nghĩa khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau thì ta sẽ lấy một cái điểm bất kỳ nằm ở trên đường thẳng NP và ta tính khoảng cách xuống mặt phẳng ABC. Thì ở đây trên đường thẳng NP có hai điểm N và P. Vậy thì ta chọn điểm N cũng được, điểm P cũng được nhé. Chọn điểm N đi. Đến mặt phẳng ABC. Vậy thì thành khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ABC. Mà khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ABC ấy, thì nó cũng chính là bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABC. Lý do này. Ta có MN nhé, cũng song song với mặt phẳng ABC, chứng minh tương tự nhé. Khi đó thì khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ABC của mình cũng chính là bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABC. Đó, nên là khoảng cách từ N đến mặt phẳng ABC là bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng ABC, dẫn đến là chúng ta có thể thay cái điểm N này bằng điểm M. Tức là nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABC. Hơi xấu rồi ạ. Rồi, đấy là hướng dẫn cho chúng ta nhé. Còn phần cái cô viết bằng chuột thì nó sẽ hơi xấu. Có lẽ là cô sẽ hạn chế viết chỗ này thôi. Mình sẽ hiểu lý do tại sao mà ta lại thay được khoảng cách từ N đến mặt phẳng ABC lại là khoảng cách từ N, M đến mặt phẳng ABC rồi. Nói lại qua một chút nhé. Lý do này,
MN của chúng ta cũng song song mặt phẳng ABC. Khi đó thì khoảng cách từ đường thẳng MN đến mặt phẳng ABC thì ta có thể chọn một trong hai điểm M hoặc điểm N. Tức là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ABC cũng chính bằng khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ABC. Vì vậy nên ở đây ta cần tính khoảng cách từ N đến mặt phẳng ABC thì ta sẽ thay bằng việc N bằng điểm M. Thế thì chúng ta cũng có chỗ này là bằng khoảng cách từ điểm M nhé. Thì khoảng cách từ M đến mặt phẳng ABC là 9 bằng 2, ta tính ở trên rồi. Đấy, vậy chúng ta trình bày nhé. Đầu tiên là chúng ta cũng chứng minh NP song song với mặt phẳng ABC. Cái chỗ này nó có đang thiếu. NP song song với BC và kết hợp với lại NP nằm trong mặt phẳng MNP. Cái này thì không cần. Lỗi là chúng ta không cần cái này. Chúng ta có hai mặt phẳng MNP và mặt phẳng ABC song song với nhau ấy. Khi đó một đường thẳng bất kỳ nằm ở trong cái mặt này thì sẽ song song với mặt còn lại. Không cần cái điều kiện là NP song song với BC cũng được. Vậy thì khi đó thì khoảng cách NP đến mặt phẳng ABC thì bằng khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng ABC và cũng bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng ABC và bằng 2. Đấy là ý A. Ý B. Giả sử cái tam giác ABC vuông tại B. Cho AB bằng 3. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Nào, bây giờ nhé, chúng ta muốn tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì chúng ta phải xác định được cái hình chiếu của điểm A này ở trên mặt phẳng SBC. Vậy thì chúng ta phải phải tìm được một cái đường mà đi qua A vuông góc với mặt phẳng SBC ấy. Ở đây chúng ta có này, BC của mình ấy, nó vuông góc với mặt phẳng SAB. Lý do là BC vuông góc với hai cái đường thẳng là AB và SA nằm ở trong mặt phẳng SAB. Vì vậy nên là BC sẽ vuông góc với mọi đường nằm ở trong mặt phẳng SAB. Bây giờ mình cần phải tìm đường mà vuông góc đi qua A vuông góc với mặt phẳng SBC thì cô sẽ kẻ cái đường cao AH vuông góc với lại mặt phẳng đường thẳng SB. Khi đó mục tiêu là chứng minh AH vuông góc với lại mặt phẳng SBC. Từ việc đầu tiên ta chứng minh được BC vuông góc với mặt phẳng SAB thì suy ra BC sẽ vuông góc với lại AH. AH nha. Tiếp theo, AH của mình lại vuông góc với lại SB theo cô vừa kể. AH vuông góc với lại SB. Vậy thì ta có AH vuông góc với hai cái đường thẳng BC và SB. Đây là SB. Nằm ở trong mặt phẳng SBC cắt nhau tại B nên AH sẽ vuông góc với cả mặt phẳng SBC ngay. Khi đó thì ta sẽ có hình chiếu của A ở trên mặt phẳng SBC chính là điểm H và A độ dài AH chính là khoảng cách chúng ta cần tìm ở ý B. Đấy là hướng làm cho nội dung ý B. Bây giờ chúng ta trình bày thôi. Đầu tiên kẻ AH vuông góc với SB tại H. Sau đó là ta suy ra BC vuông góc với AB này, BC vuông góc với SA nên BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Rồi AH nằm trong SAB nên AH vuông góc với BC. Suy ra là AH vuông góc với hai đường này này, SB và BC nằm trong SBC cắt nhau tại B nên AH vuông góc với mặt phẳng SBC. Từ đó thì suy ra khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC chính là bằng độ dài của đoạn thẳng AH.
Bây giờ nhiệm vụ của mình cần tính đoạn thẳng AH này. Thì cái công thức mà cô làm ở ví dụ 1 ấy, bây giờ cô làm cho ví dụ 2 nhé. Ta thấy tam giác SAB của chúng ta vuông tại A. Mình cần tính độ dài đường cao AH. Thì mình sử dụng công thức là 1 trên H bình bằng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình. B với C là hai cạnh góc vuông ấy. Thì ở đây ta sẽ có 1 trên AH bình bằng 1 chia cho AB bình cộng 1 chia cho SA bình. Rồi suy ra AH của mình sẽ bằng căn bậc 2 ấy, sau khi mà cô đã quy đồng lên rồi ấy, và khai căn ấy, thì nó bằng AB nhân SA chia cho căn bậc 2 của SA bình cộng với AB bình. Ta thay con số vào thôi. AB của chúng ta, người ta cho chúng ta bằng 3, SA cho bằng 4, và ta tính khai căn ra kết quả là bằng 12/5. Vậy thì AH của mình bằng 12/5 thì chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC của mình là bằng 12/5. Đấy là ví dụ số 2. Tiếp theo là chúng ta sang phần 3 là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Ở phần 2 thì chúng ta đã nắm được khoảng cách giữa hai đường thẳng song song rồi. Vậy với hai đường thẳng mà chéo nhau, tức là nó không cắt nhau ấy, cũng không song song ấy, thì chúng ta sẽ tính khoảng cách của nó như thế nào? Thì chúng ta cũng đi vào nội dung của định nghĩa. Trước tiên là chúng ta sẽ có định nghĩa về đường vuông góc chung và đoạn vuông góc chung trước. Có hai đường thẳng A và B là hai đường thẳng chéo nhau nhé. Đường thẳng C mà vừa vuông góc, vừa cắt hai đường thẳng chéo nhau A và B, thì cái đường thẳng C gọi là đường vuông góc chung của A và B. Ta hình dung này, hai đường thẳng A và B có một cái đường thẳng C vừa vuông góc với A, vừa vuông góc với B, lại vừa cắt hai cái đường thẳng A và B này tại hai điểm Y và Z ấy, thì cái đường thẳng C được gọi là đường vuông góc chung, tức là vuông góc với cả hai đường và cắt cả hai đường chéo nhau. Đấy là đường vuông góc chung. Thứ hai là nếu như đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau A và B cắt nhau lần lượt tại Y và Z, thì cái đoạn thẳng YZ này này, đoạn thẳng nhá, đoạn thẳng YZ này được gọi là đoạn vuông góc chung của A và B. Đấy, hai đường thẳng, đường vuông góc chung cắt đường thẳng A và đường thẳng B lần lượt tại Y và Z, thì đoạn thẳng YZ được gọi là đoạn vuông góc chung của A và B. Và ta từ đấy ta có định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau chính là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng. Ký hiệu là D mở ngoặc A phải B đóng ngoặc. Ta vẫn ký hiệu khoảng cách giữa hai đường thẳng AB. Vậy độ dài đoạn vuông góc chung này này chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB. Vậy từ định nghĩa này thì để tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, chúng ta bắt buộc phải tìm được đoạn vuông góc chung. Mà muốn tìm được đoạn vuông góc chung thì phải tìm được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau, rồi tìm ra đoạn vuông góc chung, độ dài đoạn vuông góc chung đó, thì khoảng cách chính là độ dài của đoạn vuông góc chung. Đấy là nội dung định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Từ định nghĩa này thì chúng ta có nội dung chú ý như sau. Có hai nội dung chú ý. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và B thì bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường còn lại. Ta quan sát luôn vào hình 8 này. Ngoài cái cách mà xác định cái đường vuông góc chung ấy, thì chúng ta còn có cách xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và B như sau này. Ta sẽ
tìm một cái mặt phẳng. Giả sử như là ta tìm một mặt phẳng Q chứa đường thẳng B, và mặt phẳng Q này song song với cái đường thẳng A. Khi đó thì khoảng cách giữa đường thẳng A và đường thẳng B được xác định bằng khoảng cách giữa đường thẳng A với mặt phẳng Q. Hoặc là ngược lại thì chúng ta tìm được một mặt phẳng mà chứa đường thẳng A là mặt phẳng P chẳng hạn, chứa A và song song với đường thẳng B. Khi đó thì khoảng cách giữa A và B chính là khoảng cách từ đường thẳng B đến mặt phẳng P. Tiếp theo là chú ý B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng đó. Ở trên thì chúng ta có thể tìm một mặt phẳng chứa đường này và song song với đường kia. Còn ở chú ý B thì ta có thể là tìm được cái mặt phẳng mà chứa cả hai đường, xin lỗi là chứa lần lượt hai đường A và B này, và hai mặt phẳng đó song song với nhau, thì khoảng cách giữa A và B chính là khoảng cách giữa hai cái mặt phẳng P và Q luôn. Đấy là chú ý này giúp chúng ta là có thể là sử dụng để tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau mà không phải tìm thông qua đường vuông góc chung. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 3. Ví dụ số 3 cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đều bằng A và vuông góc từng đôi một. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC, ý B là OB và AC. Đầu tiên chúng ta hãy quan sát vào hình vẽ này. Tứ diện OABC có ba cạnh bằng nhau. OA, OB và OC bằng nhau đều là bằng A cả. Và vuông góc từng đôi một có nghĩa là cứ hai cái OA thì vuông góc với OB và OA vuông góc OC. Tương tự, OB vuông góc với OC, OA. Yêu cầu là tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC. OA và BC, ta nhìn thấy hai đường thẳng OA và BC của chúng ta là hai đường thẳng chéo nhau. Thế thì để tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng này thì đầu tiên là chúng ta ở đây chúng ta sẽ sử dụng là tìm xem có cái đường vuông góc chung nào của hai cái đường này hay không đã. Thì ở đây chúng ta sẽ kẻ OH vuông góc với BC. Kẻ thêm nhé, từ O ta kẻ OH vuông góc với BC nằm ở trong mặt phẳng OBC. Thì ta sẽ có OH vuông góc với BC rồi. Tiếp theo là ta xem OH có vuông góc với lại OA hay không. Nào, OH của chúng ta ấy, thì nằm ở trong mặt phẳng OBC, mà OA của chúng ta này, người ta cho OA vuông góc, OA, OB, OC vuông góc từng đôi một ý. Tức là OA của mình sẽ vuông góc với OB, OA cũng vuông góc với OC. Vậy thì OA sẽ vuông góc với mặt phẳng OBC, do vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng OBC, dẫn đến là OA vuông góc với lại OH. Vậy đường vuông góc chung của OA và BC chính là cái đoạn thẳng OH này. Và mình chỉ cần tìm độ dài đoạn thẳng OH thì đó chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC. Đấy là hướng làm cho ý A. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát phần trình bày này. Ở đây cô gọi H là trung điểm của BC. Thực ra là ta kẻ OH vuông góc BC cũng được, nhưng mà do này OA và OB và OC thì đều bằng A ấy, nên tam giác OBC của mình là tam giác cân. Tam giác cân thì OH là đường cao thì đồng thời nó cũng là đường trung tuyến luôn nhé. Nên ở đây cô sẽ gọi H là trung điểm của BC để tiện cho mình tính toán luôn. Rồi, ta có OA vuông góc với OB, OA vuông góc với OC và OB giao với OC thì là tại điểm O, dẫn đến là mặt đường thẳng OA vuông góc với mặt phẳng OBC. OH thì nằm trong mặt phẳng OBC, dẫn đến OA vuông góc với lại OH.
Rồi tiếp theo là tam giác OBC vuông cân tại O nên là OH, là đường trung tuyến thì đồng thời là đường cao. Rồi từ 1 và 2 thì ta suy ra là cái đoạn thẳng OH chính là cái đoạn vuông góc chung của OA và BC, vừa vuông góc với OA vừa vuông góc với BC và đồng thời cắt OA tại O, cắt BC tại H nên là nó là đoạn vuông góc chung. Bây giờ nhiệm vụ là mình tính OH. Nào, ta có cái tam giác khoảng cách từ OA đến BC bằng OH nhé. Tam giác OBC của mình là tam giác vuông nhé. Lý do thì OB vuông góc với OC, mà H là trung điểm của BC thì OH là đường trung tuyến rồi nhé. Ở trong tam giác vuông ấy, đường trung tuyến mà ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền. Vậy thì ta sẽ tính OH bằng một nửa của BC. BC thì ta tính dựa vào tam giác vuông định lý ở Pythagore ấy, thì là bằng căn bậc 2 của OB bình cộng OBC bình. OB và OC đều bằng A cả, nên là nó sẽ bằng 1 phần 2 căn bậc 2 của A bình cộng với A bình. Và kết quả ra là A căn 2 chia 2. Vậy thì khoảng cách giữa OA và BC là bằng A căn 2 chia 2. Tiếp theo là ý B. Ý B là tính khoảng cách của OB đến AC. Thì cái này nó tương tự ấy, nó tương tự như là cái ý A của chúng ta vừa làm ấy. OB và AC cũng là hai đường thẳng chéo nhau. Bây giờ mình cần phải tìm một cái đường vuông góc chung của hai cái đường thẳng chéo nhau này. Ở đây thì của vẽ hơi lệch một chút, cô cũng gọi K là trung điểm của AC nhé. K là trung điểm của AC, được chưa? Rồi thì ta cũng chứng minh này. Bây giờ ta cần chứng minh này. OK này vuông góc với OB nhé. Mình cần chứng minh OK này là đường đoạn vuông góc chung ấy. Ta phải chứng minh nó vuông góc với OB và vuông góc với AC. AC thì rõ ràng rồi, vì là chuyển K lên một chút nha. Đây, chuyển K sang đây. Nó là đường chuyển K xuống đây cho chúng ta nhá. Ta gạch cái này đi. Rồi, bây giờ gọi K là trung điểm của AC này. Rồi, bây giờ mình phải chứng minh OK này là đoạn vuông góc chung nhé. Thì trước tiên là chúng ta sẽ chứng minh là OK này vuông góc với lại OB. Vậy để chứng minh OK vuông góc với OB thì ta cũng chứng minh thông qua là OB vuông góc với mặt phẳng AOC ấy. Thì ta có OB vuông góc với OA này, giả thiết này, OB vuông góc với OC dẫn đến là OB vuông góc với hai cái đường thẳng OA và OC nằm trong OAC cắt nhau tại O, dẫn đến OB của mình vuông góc với mặt phẳng OAC. Mặt khác thì OK nằm ở trong mặt phẳng OAC dẫn đến là OB vuông góc với lại OK, là xong điều thứ nhất. Rồi, tiếp theo là mình chứng minh OK này vuông góc với AC. Thì cái này đơn giản này, ta có cái tam giác OAC vuông cân tại O. Lý do là người ta cho OA và OC bằng nhau đều bằng A nhé. K là trung điểm của AC ấy, thì ta suy ra được là trong tam giác cân thì đường trung tuyến đồng thời là đường cao dẫn đến OK vuông góc với lại AC. Rồi, ta có OK vừa vuông góc với OB, lại vừa vuông góc với AC và lại đồng thời cắt OB và AC, nên là cái đoạn OK là đoạn vuông góc chung của OB và AC. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chứng tìm cái độ dài của đoạn thẳng OK này. Thì cái này chúng ta cũng làm tương tự thôi. Thực ra là OK với lại OH là độ dài của nó bằng nhau ấy, vì là cái tam giác, hai cái tam giác
OBC và tam giác OAC là hai cái tam giác bằng nhau. Cái đấy chúng ta chứng minh dễ dàng nhé. Nên là độ dài đường cao hạ từ O xuống ấy, tương ứng thì với cái cạnh thì nó cũng bằng nhau, dẫn đến là ta tính được OK của mình cũng sẽ bằng OH và bằng A căn 2 chia 2 nhé. Đấy là ý B của ví dụ 3. Vậy thì qua được ví dụ này thì chúng ta cũng đã hiểu cách để chúng ta tìm ra đường vuông góc chung và tính toán khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng sử dụng đoạn vuông góc chung rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần 4 là công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ và khối hộp. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái công thức. Thứ nhất là công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật. Về khối hộp chữ nhật thì cái định nghĩa và các cái tính chất của hình hộp chữ nhật ấy, chúng ta được học ở trong bài trước là bài số 3. Bài số 3 là bài hai mặt phẳng vuông góc ấy. Chúng ta học các cái hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đều, hình hộp đứng và hình hộp chữ nhật, hình lập phương, rồi hình chóp đều, hình chóp cụt đều. Chúng ta đều học các cái định nghĩa ở trong các phần đó rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thể tích, công thức tính thể tích này. Đầu tiên cũng khá là quen thuộc với chúng ta khi học môn toán, đấy là thể tích của khối hộp chữ nhật thì bằng tích 3 kích thước. V thì bằng A nhân B nhân C. Trong đó là chúng ta biết là ba kích thước của hình hộp chữ nhật đấy chính là cái AB chính là cái kích thước của hình chữ nhật, chiều dài chiều rộng ấy của hình chữ nhật, cái mặt đáy ấy. Còn C chính là kích thước chiều cao ấy. Đấy là thể tích của khối hộp chữ nhật. Tiếp theo là thể tích của khối chóp. Khối chóp ấy thì chúng ta sẽ có cái thể tích bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. V thì bằng 1/3 S nhân H. Trong đó S là diện tích đáy. Nếu như cái chóp này đáy là tam giác ấy thì ta sẽ tính là diện tích đáy là diện tích tam giác, tứ giác thì tính diện tích tứ giác, vân vân lục giác. Còn H là chiều cao. Chiều cao của hình chóp được tính, được xác định là bằng khoảng cách từ điểm đỉnh lên này xuống đến mặt đáy. Vậy thể tích của khối chóp được tính bằng V bằng 1/3 S nhân H. Tiếp theo là ta có thể tích của khối chóp cụt đều. Cho hình chóp cụt đều thì chúng ta được học ở trong cái bài số 3 nghiên cứu hình chóp cụt đều rồi. Hai đáy của hình chóp cụt này là các cái đa giác đều và hai mặt đáy là nó song song với nhau, cái mặt phẳng mà chứa hai đáy ấy, nó sẽ song song với nhau. Khi nó thể tích của khối chóp cụt đều được tính bằng công thức V bằng 1/3 nhân H nhân với S cộng căn bậc 2 của S nhân S phẩy cộng với S phẩy. Trong đó H là chiều cao và S phẩy là diện tích của hai đáy. Ở đây diện tích của đáy lớn là S này, diện tích của đáy nhỏ là S phẩy. Còn H nó chính là chiều cao, nó chính là khoảng cách giữa hai cái mặt đáy lớn và đáy nhỏ ấy. Hai mặt này song song với nhau mà. Nên khoảng cách này chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ấy. Đấy là thể tích của khối chóp cụt đều. Thứ tư là thể tích của khối lăng trụ. Thể tích của khối lăng trụ thì được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. V bằng S nhân H. Ở đây ta quan sát vào hình 15 này, S chính là diện tích đáy, còn H là chiều cao, tức là khoảng cách giữa hai đáy với nhau ấy. Mà trong
khối lăng trụ thì hai cái mặt đáy này là song song với nhau này, dẫn đến là đây chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song nhé. Rồi, ta sẽ có nội dung chú ý. Ta gọi cái khối lăng trụ mà có cạnh bên vuông góc với đáy là khối lăng trụ đứng. Vừa xong thì trong hình 15 ấy, người ta đưa ra công thức tính thể tích của khối lăng trụ bất kỳ. Ở đây cái trường hợp đặc biệt là nếu như mà cạnh bên mà vuông góc với mặt đáy ấy, thì người ta gọi cái lăng trụ đấy là hình lăng trụ đứng. Chiều cao cạnh bên của cạnh bên A của khối lăng trụ đứng thì cũng chính là bằng chiều cao H của hình lăng trụ luôn, dẫn đến là công thức V trở thành là V bằng S nhân A. Ở trong các cái bài toán thì người ta hay cho chúng ta cái hình lăng trụ đứng này này. Và khi đó thì ta sẽ có cái chiều cao chính là bằng cái độ dài của cái cạnh bên này luôn. Khi đó thì ta thay vào công thức này ta tính được thể tích của khối lăng trụ đứng rất là dễ dàng. Đấy là nội dung chú ý. Chúng ta vào cái nội dung ví dụ 4. Cô lấy một cái tính thể tích của khối chóp cụt nhé. Còn những cái hình khác thì chúng ta cứ áp dụng công thức để chúng ta tính toán là ra kết quả thể tích. Tính thể tích của một bồn chứa có dạng khối chóp cụt đều có kích thước như trong hình 20. Chúng ta nhìn kích thước này, chúng ta có đáy lớn ở trên, đáy nhỏ ở dưới này. Các kích thước thì nó là khối chóp cụt đều ấy, thì cái mặt đáy của nó là đa giác đều. Ở đây thì ta nhìn thấy cái đáy là các cái tứ giác đều, nghĩa là nó là hình vuông nhé. Tứ giác đều là tứ giác có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau ấy, nên là nó sẽ đã trở thành hình vuông nhé. Thì đáy lớn là hình vuông có cạnh bằng 5, đáy nhỏ là cũng là hình vuông có cạnh bằng 5. Rồi chiều cao của cái khối chóp cụt đều này, khoảng cách từ đáy lớn đến đáy nhỏ là độ dài bằng 3. Yêu cầu là hãy tính thể tích của cái bồn chứa này có dạng là khối chóp cụt đều này. Thì công thức thì chúng ta có công thức tính rồi. Ta phải tính diện tích đáy lớn, diện tích đáy nhỏ và chiều cao. Ở đây thì chiều cao có rồi, chỉ còn mỗi diện tích đáy lớn và diện tích đáy nhỏ. Đáy lớn thì hình vuông, độ dài cạnh bằng 5, thì diện tích của hình vuông bằng 5 bình phương. Đáy nhỏ diện tích của nó bằng 2 bình phương. Rồi ta thay thế vào công thức và ta sẽ ra kết quả. Thì chúng ta nhìn vào lời giải. Diện tích đáy lớn S bằng 5 bình phương bằng 25 mét vuông. Đáy bé là S phẩy bằng 2 bình phương, kết quả bằng 4 mét vuông. Vậy thì ta thay vào công thức tính thể tích này. Thôi, cô không viết lại nữa nhé. Chúng ta tự mở lại xem công thức tính thể tích nhé. Nó bằng 1/3 nhân với H nhân với S này, cộng với căn bằng 2 của S nhân S phẩy cộng với S phẩy đấy. Thì H là bằng 3, S thì bằng 25, S phẩy thì bằng 4. Và ta bấm máy tính ta ra kết quả là 39, đơn vị là mét khối. Vậy thể tích cái bồn chứa này là 39 mét khối. Đấy là ví dụ 4. Có thêm một ví dụ nữa, ví dụ 5 về tính thể tích của hình lăng trụ đứng. Tính thể tích của cái nêm có hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 21. Ở đây cái nêm này đang đặt để nằm như thế này. Chúng ta quan sát là cái hình lăng trụ này có hai đáy là tam giác nhá, và nó là hình lăng trụ đứng. Thế thì hình lăng trụ đứng thì chúng ta vừa mới được học xong cái phần chú ý ấy. Thì hình lăng trụ đứng là cái hình lăng trụ mà có cạnh bên nó vuông góc với hai đáy ấy nhá. Thì khi đó thì độ dài của cạnh bên chính là chiều cao của hình lăng trụ đứng luôn đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có này, đáy của nó là tam giác vuông, rồi là cạnh bên là đồng thời là chiều cao luôn. Vậy thể tích của hình lăng trụ đứng là V bằng S nhân A nhé.
Trong đó S là diện tích đáy, còn A chính là chiều cao. Vậy thì ở đây A là bằng 22, còn diện tích đáy là diện tích của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 7 và 24. Thế diện tích đáy thì chúng ta biết rằng tam giác vuông thì diện tích sẽ bằng 1 phần 2 độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau rồi. Nên là ta tính hoàn toàn tính S rất là dễ dàng. Thế thì chúng ta sẽ có trả lời diện tích đáy là tam giác vuông nên diện tích đáy là bằng S bằng 1 phần 2, 7 x 24, kết quả 84 cm2. Khi đó thì chiều cao là H bằng 22, vậy thể tích của cái nêm bằng S x H bằng 88, bằng 84 x 22 và bằng 1848 cm3. Thì chúng ta có phần tính giải thể tích này thì khá là dễ. Trong các cái bài toán thì thường cho các dữ kiện đầy đủ để chúng ta thay vào công thức là chúng ta ra kết quả. Toàn bộ nội dung lý thuyết của bài số 4 là chúng ta đã hoàn thiện xong. Bài tập tự luyện của bài này thì gồm có các cái bài tập ở trong sách giáo khoa là từ bài 1 đến hết bài số 8, có 8 bài tập. 8 bài tập này thì sẽ nằm ở các cái phần tính khoảng cách giữa đường một điểm đến một đường thẳng đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng và giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đấy là toàn bộ những cái nội dung của phần bài tập tự luyện, có cả những cái bài tập liên quan đến phần áp dụng ở trong thực tiễn, giống như là bài số 5 chẳng hạn. Thì phần các bài tập tự luyện này chúng ta sẽ tự làm, tự hoàn thiện vào vở bài tập của mình. Bài học ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng ta học các cái nội dung, toàn bộ cái nội dung về tính định nghĩa về khoảng cách là chúng ta phải nắm vững. Và thứ hai là nội dung các cái công thức tính thể tích của các cái khối hộp, thì khối lăng trụ và khối chóp là chúng ta phải nhớ công thức để chúng ta tính toán. Đấy là lý thuyết. Chúng ta về nhà ôn tập toàn bộ nội dung lý thuyết này, hoàn thiện 8 bài tập phần tự luyện và chuẩn bị trước, đọc trước cái bài số 5, bài góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện. Cuối cùng thì cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe các bài giảng của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.